Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 500.000 top cần test to cần và 500 top cần in dream latte nè các bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ đâm cho 500 winner nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một tài khoản nè. Dòng đầu tiên mình đi chỉ email của bạn nè. Dòng thứ hai các bạn điền username của tất cả các bạn nè. Thứ ba các bạn gửi địa chỉ ETH trên giấy chất wallet của mình nha các bạn. Rồi, các bạn copy địa chỉ ETH của mình trên giấy chất wallet hoặc là MetaMask các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn bấm Enter các bạn. Sau đó thì các bạn làm nhiệm vụ của các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nhóm chat nè. Rồi trên Telegram các bạn cho sao các bạn vào bấm đặt tên. Được ra một tít nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn chọn tiếp kênh seller các bạn. Cái này nó tự động nó lấy cái UID của mình nha các bạn. Bạn chọn lại đi để cập nhật thông tin thôi các bạn. Nhiệm vụ thứ ba follow Twitter nè. Rồi các bạn quy quyền ứng dụng cho nó các bạn. Rồi vậy là được các bạn. Rồi tiếp tục các bạn like và retweet NFT nè. Các bạn vào đây các bạn like nè. Thì các bạn nó kêu bạn subscribe email thì bạn điền email của mình vào các bạn. Không có gì trên bạn subscribe nè. Thank you thành công. Rồi tiếp tục thì các bạn điền cho anh sầu git code nè. Chọn trong web cho máy tính. Trên git code thì bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi xin code thì các bạn nhấp vào verify các bạn. Các bạn chọn đại cái hình này cái. Không biết cái hình nào. Cái code mình cũng rất là dễ, rất là tệ nha các bạn. Rồi nếu không được thì các bạn nhấp vào đây nè. Rồi mà đây cộng được không rồi. Tiếp tục các bạn bấm vào đây lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một dự án có tên là Misa Way đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.